Đối với một số anh chị lần đầu tiên trồng cây hoa hồng hoặc các anh chị mua các chậu hoa hồng về để chơi Tết, sau đó định dưỡng lại để chơi lâu dài nhưng thông thường khi cây hoa hồng tàn hoa, nếu không biết cách chăm sóc thường thì khoảng 2 đến 3 tháng thì cây sẽ tàn và rụi dần. Ở clip này tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm cơ bản nhất để giữ cho cây hoa hồng sống. Hy vọng thông tin của clip sẽ giúp ích cho những anh chị lần đầu tiên tìm đến với cây hoa hồng và tập trồng cây hoa hồng. Việc thứ nhất đó là khi mới tập trồng hoa hồng, tôi thường không mua quá nhiều cây hoa hồng. Cây hoa hồng là một loại cây có nhiều loại nấm bệnh và côn trùng gây hại tấn công. Do đó, cùng một thời điểm trồng quá nhiều chậu hoa hồng thì Nấm bệnh dễ phát sinh và côn trùng gây hại dễ phát sinh và tấn công đồng loạt hết tất cả các cây. Rất khó diệt trừ. Do đó, khi mới tập trồng hoa hồng chỉ nên mua khoảng 4 đến 5 chậu. Số lượng cây ít, mình có thời gian để quan sát và chăm sóc từng cây, nhanh chóng phát hiện ra những loại côn trùng gây hại hoặc những loại bệnh gây vàng lá, đốm lá trên cây hoa hồng. Khi có ít cây, thường xuyên quan sát và loại bỏ những lá vàng đốm như thế này sẽ hạn chế được nấm bệnh gây hại cho cây. Thông thường khi trồng một cây hoa hồng khó tránh khỏi việc cây bị vàng lá như thế này. Nếu trồng ít chỉ cần lặt bỏ những lá vàng để tránh lây lan thêm cho những lá khác Một kinh nghiệm thứ, hai đó là cây hoa hồng là một loại cây cần được cắt tỉa sau mỗi đợt hoa tàn. Do đó, khi các anh chị mua cây về trồng, cây đang ở giai đoạn cho hoa, thì các anh chị có thể để hoa để chơi. Nhưng đến khi cây tàn hoa khoảng 80%, tương tự như chậu hoa hồng này, đa phần các bông hoa đã tàn chỉ còn lại một hai nụ hoa, thì nên tiến hành cắt tỉa Đối với cây hoa hồng, nhất là những cái giống hồng tiểu muội nếu sau khi cây tàn hoa mà không tiến hành cắt tỉa thì từ vị trí của hoa tàn, nước dễ bị động lại và tạo thành điểm ẩm ướt dễ làm phát sinh nấm bệnh, nhất là bệnh thối nhũng thân cây. Ví dụ ở đây là những cành nhánh trước đó đã mang hoa nhưng không kịp cắt tỉa. Sau khi hoa tàn thì ở vị trí ngay cành hoa này bắt đầu thối nhũng lan dần xuống làm cho cây bị hư hại dần. Do đó, vấn đề thứ hai khi trồng cây hoa hồng đó là sau mỗi đợt hoa tàn thì nên được tiến hành cắt tỉa. Còn cách cắt tỉa cho cây hoa hồng thì cắt tỉa như thế nào? Đối với cây hoa hồng, việc cắt tỉa không phải là ngắt bỏ đi bông hoa như thế này. Nếu như chỉ cắt bỏ bông hoa như thế này thì ở lần lên tượng non sau các đường non thường phát triển ở vị trí ngay chỗ vừa cắt trước đó. Ở những vị trí này tự lên thường rất nhỏ. Do đó, ở những đợt sau thì mầm non thường ốm, dài, không hoa hoặc có hoa thì hoa rất nhỏ. Do đó, khi cắt tỉa cho cây hoa hồng, nên cắt tỉa ở vị trí tính từ hoa đã tàn bỏ xuống 1, 2, 3, 3 đến 4 cuốn lá thì tiến hành cắt tỉa đồng thời đối với cây hoa hồng khi tiến hành cắt tỉa thì nên tiến hành cắt tỉa đồng lọt hết tất cả các cành nhánh bên cạnh đó trong quá trình cắt tỉa thường xuất hiện tình trạng thân cành bị bị thối nhũng ngay vị trí cắt tỉa. Tương tự như đoạn cành này. Nguyên nhân vì đâu mà có hiện tượng này? Thông thường vị trí cắt tỉa tốt nhất là ngay phía trên một cái cuốn lá cách cuốn lá khoảng 0,5 cm là vừa. Khi cắt tỉa ở vị trí như thế này sẽ hạn chế tối đa việc thân cành bị thúi dần xuống. Ví dụ nếu như cắt ở đoạn này thì phần đoạn trống này thường sẽ bị khô đen và thúi dần xuống. Tương tự như cành bên đây. Do đó khi cắt tỉa phải cắt tỉa sát ngay cuốn lá việc cắt tỉa sát cuốn lá như thế này sẽ hạn chế tối đa việc đoạn cành này bị thúi nhũng sau khi cắt tỉa. Đồng thời, việc cắt tỉa nên tiến hành vào buổi sáng khi trời nắng. Ở thời điểm này, sau khi cắt tỉa thì nắng sẽ làm cho vết cắt khô lại nhanh chóng. Bên cạnh đó thì những cành bị khô đen cần được tiến hành loại bỏ trong quá trình cắt tỉa Thêm một điều lưu ý thứ ba, đối với cây hoa hồng sau khi mua về, thường giá thể trồng đã được sử dụng khoảng 2 đến 3 tháng. Nhất là những cây khi mua về đang ở giai đoạn ra hoa rộ thì sau khi hoa tàn tiến hành cắt tỉa, đồng thời ở giai đoạn này nên tiến hành bổ sung thêm đất trồng cho cây. Việc mua cây hoa hồng về trồng, nhất là những loại cây hồng trồng trong chậu nhỏ như thế này nhưng trồng liên tục trong khoảng 3 đến 4 tháng trời mà không thay chậu, thường cây cũng sẽ không phát triển tốt được. Do đó, khi mua cây về, nếu như cây đang ở giai đoạn ra hoa rộ, các anh chị cứ chơi hoa đến khi hoa tàn thì tiến hành cắt tỉa và bổ sung thêm đất trồng mới, thay chậu lớn hơn một tí cho cây hoa hồng. Khi thay chậu cho cây thì chọn kích cỡ chậu như thế nào là phù hợp. Đối với một cây hoa hồng cũng có khá nhiều anh chị trồng cây hoa hồng nhỏ vào chậu rất to. Ví dụ như chậu hoa hồng này có đường kính miệng chậu là 15 cm. Có nhiều anh chị trồng vào chậu có đường kính rất lớn. Đường kính từ 30 thậm chí 40, 50 cm. Nhưng đối với cây hoa hồng nó có bộ rễ cám ăn nông. Do đó, khi cây quá nhỏ mà trồng vào chậu quá to như vậy, thông thường dễ bị ngập úng, dẫn đến làm giá thể bị hư, nhão ra, cây không sử dụng được. Bộ rễ không phát triển, từ đó cây hoa hồng trở nên bị vàng và còi cọc. Thông thường loại chậu thích hợp để thay cho cây hoa hồng là loại chậu ở phần đáy có nhiều lỗ thoát nước. Đồng thời chậu mới có đường kính lớn hơn chậu cũ từ 6 cho đến khoảng 7 cm là vừa. Thêm một lưu ý nữa, cũng có nhiều anh chị trồng một chậu 2, 3 hoặc là 4 cây. Nhưng trồng vào trong một chậu nhiều cây như vậy thì không nên. Mỗi cây nó có, có sức sống riêng, đồng thời mỗi giống sẽ có sự phát triển khác nhau. Khi trồng vào trong một chậu như thế, sau một thời gian thì cây khỏe mạnh nhất sẽ lấn áp Tất cả những cây kia làm cho những cây còn lại bị còi cọc. Do đó, khi trồng cây hoa hồng và thay chậu thì mỗi cây nên trồng trong một chậu và chậu có kích thước vừa phải, không lớn quá so với kích cỡ của cây. Việc chú ý thứ tư đó là giá thể để trồng cây hoa hồng. Mỗi vùng miền nó sẽ có loại giá thể khác nhau. Ví dụ như ở Sa Đéc là trồng bằng phân rơm mục và vỏ trấu, nhưng ở Sài Gòn giá thể thường là đất sạch Nếu như các anh chị trồng bằng đất sạch thì có thể trộn sơ thêm là vỏ trấu hoặc đá bơ lai để tạo độ tơi xốp cho rễ cây hoa hồng phát triển Nếu như chỉ trồng bằng đất sạch sau khoảng 1 đến 2 tháng thì đất này sẽ dễ chặt xuống rất ẩm ướt và giá thể này làm cho bộ rễ của cây hoa hồng không phát triển rễ non mới được. Cây dễ bị vàng lá gân xanh. Do đó, đối với những anh chị mới tập trồng hoa hồng thì có thể sử dụng loại giá thể của mình đang có, phối trộn thêm với vỏ trống. Hoặc tốt hơn thì có thể sử dụng đá bơ lai hay còn gọi là đá trân châu. Loại đá này có thể dễ dàng mua trên sen đỏ hoặc shopee bi. Giá trung bình là khoảng 50.000 một kg. Một bịch như thế này là nửa kg, xài rất nhiều. Các anh chị sử dụng loại đất mình đang có. Xài khoảng 60%, 40% còn lại là vỏ trấu hoặc đá trân châu này để tạo độ tơi xốp cho giá thể trồng. Việc chọn chậu có kích cỡ vừa vừa phải và thoát nước tốt. Đồng thời chọn loại giá thể tơi xốp như thế này sẽ giúp cho cây hoa hồng phát triển được lâu dài. Thêm một lưu ý nữa, khi các anh chị trồng cây hoa hồng thường nghĩ rằng sẽ trộn phân hữu cơ vào để cho cây tốt lên, nhưng khi mới tập trồng tôi nghĩ không nên trộn các thành phần phân hữu cơ vào trong giá thể trồng. Nếu có trộn thì thành phần phân hữu cơ này chỉ chiếm khoảng 5% so với tổng giá thể. Việc cuối cùng là chọn vị trí trồng đối với cây hoa hồng làm lò là một loại cây thích vị trí trồng nhận nắng cả ngày. Do đó khi trồng cây hoa hồng các anh chị nên để cây ở những vị trí có nắng từ sáng đến chiều thì cây sẽ phát triển tốt. Hoặc cùng lắm thì những vị trí nhận nắng một buổi sáng hoặc một buổi chiều. Tránh để cây bên hiên nhà nơi vị trí tương đối mát mẻ thường thì cây sẽ không phát triển tốt. Đồng thời, khi trồng ở những vị trí quá mát mẻ, khi tưới nước vào buổi sáng, thường thì đến chiều tối, phần giá thể trong chậu không khô ráo được. Giá thể bị động liên tục từ ngày này qua ngày nọ sẽ làm cho cây kém phát triển. Như vậy, với những anh chị lần đầu tiên tập trồng cây hoa hồng thì nên mua ít cây để trồng thử để có thời gian chăm sóc và quan, quan sát riêng từng cây. Cây hoa hồng là một loại cây cần được cắt tỉa sau mỗi đợt hoa tàn. Do đó, khi tàn hoa, các anh chị nên cắt tỉa cho cây một lần để cây nhanh chóng ra tược non mới. Khi mua cây hoa hồng về về trồng, cây đang ở giai đoạn cho hoa rộ thì sau đợt hoa đó các anh chị có thể tiến hành thay chậu cho cây một lần hoặc sau khi trồng khoảng 3 đến 4 tháng thì nên thay chậu, nâng chậu lớn hơn cho cây. Về giá thể trồng không nên trồng cây hoa hồng bằng cho. Giá thể trồng có thể độn thêm vỏ trấu hoặc đá bơ lai khoảng 40% tổng số giá thể để tạo độ tơi xốp cho giá thể trồng. Khi trồng cây hoa hồng không nên trồng nhiều loại cây hoặc nhiều cây vào trong một chậu, thường thì cây sẽ không phát triển tốt. Cây hoa hồng là một loại cây chịu nắng, do đó nên để cây ở vị trí nhận nắng cả ngày thì cây sẽ phát triển tốt hơn là những vị trí ít nắng. Nếu để cây trong bóng mát hoặc không có nắng thường thì cây sẽ kém phát triển và chết dần sau khoảng 3 đến 4 tháng trồng. Trên đây là một số kinh nghiệm cơ bản nhất để giữ cho cây hoa hồng có thể sống sót và chơi lâu dài. hy vọng clip này sẽ kết cho những anh chị lần đầu tiên tập trồng cây hoa hồng